Hello cả nhà, thì hôm qua em cào cái lông chân ở đây, mà sáng nay em bị sưng đây luôn, không đi được luôn cả nhà ơi. Hôm nay em bị bong gân luôn cả nhà ơi, không thể đi được. Nhưng mà cái việc đó không quan trọng bằng việc hôm nay em sẽ giới thiệu dao cho cả nhà nha. Đấy, giới thiệu bộ dao nha, chặt gà, thái và một con hoa quả. Bộ này là bộ thép Nhật công vị cả nhà ơi, 650k bao ship toàn quốc hay cả nhà. Con này con chặt gà 5,5 lạng, con thái 2 lạng, con này hơn lạng cả nhà nhé. Đó, cán nhựa này bên 10 năm rồi cả nhà ơi. Ưu điểm sắc bén ngọt này dễ mai cả nhà ơi, hàng này dễ mai cực luôn cả nhà ơi. Mình xài gia đình là quá thần tiền luôn. Đó, nó dễ mai dễ xài. Cặp này bộ 650 nha cả nhà ơi. Con em con 2 bộ nha cả nhà ơi. 650 báo ship nha. Con nên mình lấy cặp này cho em ha, không cần gọt hoa quả thì mình lấy cặp chặt gà phải thải cho cả nhà ơi. À, chặt gà thải đây nè, đây gỗ hương cả nhà này. Đó, dạo này là làm sắc rất là sắc nét luôn cả nhà ơi. Bộ này là 550 báo ship nha cả nhà. Đó, đây có một bộ này. Bộ này là bộ gân nhựa nha cả nhà ơi. Bộ này 550 bao ship nha, con chặt gà 7 lạng. À, con thải 250. Đó. Con gân nhựa này 10 năm rồi. À, 3 đinh. Đây cả nhà. Đó, ở nhà ai ủng hộ em thì cứ liên hệ em nha, có bảo hành đầy đủ cả nhà ơi. Bảo hành ý, bảo hành chất lượng. Rồi, cả nhà cứ sai, chặt gà vịt thoải mái cho em. Con này chuyên thái. Đó, dao rất là sắc nét cả nhà ơi. Đó. Dày dặn sắc nét. Mình xài rất là bền cả nhà, không phải mua những hàng lung tung xài rất là phức tạp. Nhà cần bộ nào cứ liên hệ em nhá, chặt thải 550, bộ 650. Nó mua lẻ ra cũng được cả nhà, mua lẻ con dao 200.000 nó xài thải rất sắc nét cả nhà, đây quay video luôn cả nhà. Đó, làm rất là kỹ luôn cả nhà ơi. Bên em làm phải như người ta làm luôn cả nhà ơi, kỹ lưỡng, cầu kỳ. Túi rèn rất là bài bản. Bye bye, tạm biệt cả nhà nhá. Chào.